Để làm gì vậy mẹ? Bông đẹp nè, con bông đẹp, màu vàng đẹp quá trời luôn. Dạ. Nên bông màu vàng đẹp quá ha. Mẹ hái rau gì mẹ? Hái rau lan gì luộc ăn. Dạ. Nhớ cái chòi này nè. Nhớ chòi đó sao? Dạ, thường thường ăn đồ ăn ở đây nè. Dạ. Hôm nay trời mưa quá, thấp quá. Dạ. Để mùa nắng mình ra mình chơi. Dạ. Nhờ mưa mà mấy cái cây nó tốt luôn mà. Cô chú coi nè, mấy con ốc nó ăn nè. Để con đi ra đây, con quay cho cô chú coi bông hoa. Nè cô chú, đứng đây đây đi lại đẹp quá trời luôn. Đây nó có ba màu, màu tím với lại màu gì đó, màu tím với lại màu hồng, có màu vàng nữa coi chú. Đây có màu trắng nữa nè, màu trắng ít quá coi chú. Rồi còn lại mẹ hái đủ chưa mẹ? Chưa. Dạ. Con có cũ không? Con nghĩ. Con có cũ không? Dạ. Ủa mà sao nội trồng khoai ở dưới luôn mấy cái rau này? Rau này rau gì cũng quên rồi mẹ. À đúng rồi, rau lan. Mẹ cái chùm này cái nhà của cái gì bà Sáu. Giờ bỏ rồi. Bỏ qua hả? Dạ. Giờ qua 10 giờ rồi, nó còn có mấy bông hoa nữa. Nhanh nhất luôn á mẹ. Cô chú coi nè, bên đây nó còn nhiều hoa hơn, chưa héo nữa. Nguyên một vườn luôn. Trên đây hồi xưa con nhớ là nguyên cái cây to đùng luôn. Mẹ, con nhớ hồi xưa là cái cây trên đầu mẹ là to to khủng khiếp luôn á mẹ. Cái cây trên á. Dạ. Nó to quá trời luôn, xong rồi ông nội hay ai ba cái chặt bỏ nó đi. Đủ ăn rồi. Bây giờ tạm biệt cô chú nha. Chú.